Hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình đột nhập vào khu dinh thự của đại gia Đỗ Tình. Đấy. Thì, tính ra review cái cổng cho mọi người xem nhưng mà nắng quá, thôi mình đứng đây. Sơ sơ vậy cái cổng này gần 30 mét vuông. Đó, mọi người thấy hoành tráng không? Cắt CNC nha. Nhà không có gì ngoài đất. Đất rộng đâu làm gì đâu, để nuôi mấy con gà vậy mọi người thấy không? Đất rộng chỉ để nuôi gà thôi. Nhìn gì? Lá chanh nhìn. Đó. Bên kia là khu vực lán trại mà ngày xưa anh em mình làm cái công trình này. Bây giờ cũng đang để không. Hồi nãy mình có đến đây thì gặp nó ngoài đường, nó giao cho mình chìa khóa vào đây. Đây. SHE. Dục ở đây. Xe này để cho anh em đi công trình, lâu lâu lấy đi công trình nha mọi người. Đấy. Nó sang chảnh chó vậy đấy. Cho hai con gà kia nắm thóc xem ăn không. Rồi, bây giờ mình đi vào trong nhé. Khám phá nhà Đỗ Tình. Nó có camera, nó đang ngoài đường mà nó biết mình ở trong nhà nó làm gì. Đây, hàng độc đây, hàng nhập Mỹ về. Nguyên bộ này là hơn 100 chai nha. Đó. Mà hình như là đại gia cũng đang muốn thay hay sao á. Anh em bạn bè mà có ai kết thì liên hệ nha. Comment cho mình. Thật sự là hình như là nhà mới chuyển về cho nên nó cũng hơi bừa bộn. Bà chủ nhà thì không biết lại đi du lịch đâu à. Ôi dồi ôi, đẹp thế này mà sao để cái tủ lạnh. Tủ này thì thôi, có tao nghèo khổ cho tao đi mà mua cái tủ mới bỏ đây cho nó đẹp. À, mọi người thấy không? À, bếp này hình như là nhập từ châu Âu về nha mọi người. Nấu được 4 bếp luôn. Đó. Mỗi dấu cộng này là một bếp này. 2 này, 3, 4. Lò nướng hả? Bỏ tiền vào đây làm nhiều biết. Còn đây là sang đây cho mọi người xem nè. Tủ rượu. Để mình cận cảnh từng hũ một cho mọi người xem nha. Cái này là xương ấy nha. Xương mèo nha, mình nói xương mèo khỏi mất công phạm pháp mình. Này xương mèo. Còn xương gì mọi người tự hiểu rồi nha. Hũ này hũ gì, chắc hũ này cũng quý lắm nhưng mà mình không nhìn ra được cái gì cả. Không biết nó là cái giống gì. Còn đây là mấy cái bông chân rừng này. Mấy bông chân rừng này chắc anh em biết hết rồi. Nhưng mà theo lời của đại gia Tình á thì bông mà ngâm á nó phải chìm xuống nha mọi người. Nó chìm xuống thì mới là hàng xịn nha. Còn mà có bông nổi nổi kìa là hàng đó là hàng bị lấy mũ rồi. Cái bông này ở trên rừng. Ai biết không biết thì cứ comment cho mình. Ok. Trên này là rượu tây. Hãng gì đây? Mình đâu biết tiếng Anh đâu. Còn thằng này là ai cái này uống nhiều biết rồi mọi người. Cái này mình uống nhiều mình biết rồi. Chivas 25 này. Đó. Đây. Này là sáp ong rừng hả? Chắc vậy quá. Đây thêm hũ xương mèo nữa nè. Đó. Cái này là gì? Cái này mặt sau. Mặt trước thì qua phòng khách nhìn là thấy chữ được nha mọi người. Trên này cái gì đây? Của giày chứ thì Singapore. Đây có thêm chai 18 nha, chai 18. Còn cái này là rượu đế,
rượu đế ngâm củ cải này. Và đặc biệt ghê không, mọi người thấy ghê không? Có một em nhưng mà cái ông làm rượu này ông không biết sắp, thật sự là không biết sắp. Con hổ mang chà bá mà nó đưa cái đầu chìm nghỉ mà nó lại sắp thế này không có đẹp, nên gọi là nhiều loại rắn nhưng mà sắp thì không không ok cho lắm đấy. Còn hình như ngăn đây cũng có luôn mọi người khám phá cái này. Khỏi xin phép đại gia tình về nó chửi chết luôn, khỏi bậy của bạn. Đây còn mấy hũ này nha. Ôi rồi nhà nhiều rượu thế mà mình kêu đầu tư ra lấy 400-500 nghìn mua cái máy rút rượu. Bạn mình nó bán máy rút rượu mà nó không chịu, rượu một đống đây mà không chịu mua máy rút rượu, khổ thế không biết. Thôi ok, xin chào tất cả mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì like, subscribe để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp tất cả mọi người những clip sau.